Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Quốc hội dự án Cát Linh Hà Đông là chính sách sai lầm để lại hậu quả rất lâu dài. Tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong báo cáo của chính phủ tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đang là chủ đề nóng thu hút sự chú ý của dư luận và giới quan sát. Báo cáo cho biết 5 dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đội vốn hơn 80.000 tỷ đồng, tức là hơn 3 tỷ USD. Đây là hình ảnh dự kiến vào ngày 6 tháng 11 tới, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bàn giao tiếp nhận dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông để đưa vào khai thác vận hành sau 11 năm thi công. Hơn thế, tính chất phức tạp, nhiều tai tiếng kéo dài vẫn là canh bận nan y, đang để lại hậu quả lớn về vật chất và tinh thần cho đất nước. Đặc biệt là dự án Cát Linh Hà Đông liên quan đến tổng thầu EPC, doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, thiết kế vào năm 2008, bắt đầu khởi công vào năm 2011. 10 lần điều chỉnh vốn, đội vốn hơn 205%, 4 lần rời ngày hoạt động thương mại nhưng vẫn chưa thể nghiệm thu. Và giữa tháng 10 năm 2021, Bộ Tài chính Việt Nam đã phải ứng tiền từ quỹ tích lũy để trả nợ gốc khoản vay theo cam kết của chính phủ theo hiệp định đã ký. Đây được cho là chính sách sai lầm. Dự án Cát Linh Hà Đông đang để lại hậu quả nặng nề khiến công luận bức xúc. Giới chuyên môn đánh giá về kỹ thuật, công nghệ và hiệu quả kinh tế không cao, vô số những bài học được rút ra từ đây từ việc ký kết dự án hợp đồng EPC là cung ứng vật tư, kỹ thuật, thiết kế và kiêm luôn khâu thi công xây dựng với số vốn của nhà nước trên 30%. Theo thông luận quốc tế, năng lực thiết kế, năng lực quản lý điều hành như chuẩn bị nguồn lực, tổ chức thi công, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư, phối hợp với các nhà thầu phụ, vân vân. Dư luận chỉ trích rằng nó không phải giải tỏa ách tắc giao thông mà trái lại góp phần làm trầm trọng thêm xấu về mặt mỹ quan không gian thành phố và nhìn chung giống như các công trình khác, đó là nơi chia chác lợi ích nhóm. Quan chức đã trục lợi, lại quả làm giàu. Rằng niềm tin của nhân dân đã bị tổn thương và lo lắng nợ xấu có thể để lại hậu quả lâu dài như rơi vào bẫy nợ khiến phụ thuộc chính trị giống như rất nhiều nước khác. Chuyên gia cũng cho rằng có lẽ trên thế giới này chưa có dự án nào lập nhiều cái mốc đáng buồn đến như thế. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên giám đốc nhà xuất bản giao thông, người có hơn 30 năm nghiên cứu về giao thông đô thị tại Hà Nội. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, lẽ ra chỉ mất từ 3 đến 4 năm xây dựng nếu làm đúng tiến độ. Việt Nam đã có thể làm xong vài ba dự án như Cát Linh, Hà Đông, Nhổn, Ga Hà Nội, Bến Thành, Suối Tiên để đưa vào khai thác. Trước tiên chúng ta nhìn thấy các dự án đường sắt đô thị hiện nay đều chậm tiến độ như tuyến Nhổn, Ga Hà Nội, Bến Thành, Suối Tiên và đặc biệt là tuyến đường sắt Cát Linh, Hà Đông. Lẽ ra chỉ mất có 3 đến 4 năm xây dựng nhưng nay đã hơn một thập niên với 20 lần lỡ hẹn. Tôi tin chắc trên thế giới này chưa có công trình nào đạt được các dấu mốc đáng buồn đến như vậy. Việc các dự án trên chậm tiến độ không chỉ làm đội giá 30-40% mà còn có thể lên trên 100%. Bởi theo nghiên cứu của tôi, một tuyến đường sắt đô thị nếu đưa vào vận hành sẽ vận chuyển được hàng vạn hành khách, tiết giảm được chi phí lớn cho xã hội. Nhưng nếu tàu không chạy, người dân vẫn phải di chuyển trên các con đường bị ùn tắc thì thiệt hại từ việc ùn tắc giao thông khoảng 1 tỷ đồng trên mỗi ngày. Tính đến nay, con số này đã lên hàng chục ngàn tỷ đồng. Nguyên nhân khiến các dự án đường sắt đô thị chậm là do chúng ta chọn đối tác kém. Không biết đối tác của mình từng thi công những công trình gì có hiệu quả hay không, năng lực đến đâu, để rồi khi vào Việt Nam thực hiện dự án yếu kém, đổ lỗi trách nhiệm cho nhau gây khó khăn về vấn đề công nghệ, tài chính, kể cả quan hệ quốc tế. Điều này được thể hiện rõ ở dự án Cát Linh, Hà Đông. Đây là hình ảnh, đơn vị tư vấn ACT của Pháp cho rằng dự án còn nhiều vấn đề về chất lượng và tiêu chuẩn của đường sắt áp dụng theo tiêu chuẩn riêng của Trung Quốc trước năm 2020. Cạnh đó vẫn còn nhóm lợi ích trong xây dựng đường sắt. Tôi nói như vậy bởi vì những việc người dân cảm thấy khuất tất như chuyện đội giá tuyến Cát Linh, Hà Đông, nhiều lý giải khó chấp nhận. Chẳng hạn việc thay đổi vỏ tàu tuyến này, phía đối tác dự kiến làm vỏ tàu bằng thép dễ gì nên chúng ta phải đổi sang inox để giảm chi phí phát sinh. Vì thế,
nếu dùng thép đó phải sơn bảo dưỡng vỏ tàu thường xuyên. Việc thay đổi vỏ tàu làm tăng tổng mức đầu tư lên mấy triệu đô la. Câu hỏi là tại sao thế kỷ 21 rồi mà đối tác vẫn chọn vỏ tàu bằng thép dễ gì cho ta đến như vậy? Việc này người dân không tin và chúng tôi, những người có hiểu biết, cũng không thể nào chấp nhận lý giải đó. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy đã giải thích như vậy. Lịch sử hình thành các dự án đường sắt đô thị từ tham vọng có hệ thống vận tải khối lượng lớn như một số nước phát triển khi dân số các thành phố ở Hà Nội, Hồ Chí Minh có mật độ cao và tăng mạnh. Ý tưởng hấp dẫn từ những cuối những năm 1990 được quy hoạch tầm nhìn đến năm 2020, rồi sau đó điều chỉnh đến 2030, rồi lại tiếp đến 2050 thành chính sách hiện hành. Theo đó, Hà Nội sẽ có 11 tuyến đường sắt và tàu điện ngầm, tức là metro, với tổng chiều dài gần 150 km và Thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống bao gồm 13 tuyến với tổng chiều dài hơn 200 km. Đây là hình ảnh tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, ban đầu dự kiến 17.388 tỷ đồng, sau tăng vốn lên thành 47.325 tỷ đồng, dự kiến năm 2021 nhưng nay xin giãn thời hạn đến 2024. Tuy nhiên, cho đến nay chưa một tuyến nào được cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng để có thể ca ngợi thành tích hay ít ra để đúc rút kinh nghiệm. Các nhà lý luận chính sách công chỉ ra rằng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Bởi vậy, việc xây dựng và thực thi chính sách công phải xuất phát từ nhu cầu và hướng tới người dân, gọi là chính sách từ dưới lên. Nhưng đó là lý thuyết của thể chế dân chủ. Đối với thể chế độc tài toàn trị tại Việt Nam, điều kiện tiên quyết của chính sách công là duy trì chế độ, quyền lực và tuyệt đối của Đảng, và vì vậy chính sách công được xây dựng từ trên xuống. Sự khác biệt cơ bản giữa hai kiểu chính sách là từ dưới lên thể hiện tính chất pháp quyền và ngược lại từ trên xuống bộc lộ tính chất pháp trị. Ngoài ra, đặc điểm quan trọng thường được giới chuyên gia phê phán về sự thiếu minh bạch và chế độ trách nhiệm giải trình. Những chính sách từ trên xuống mang bản chất của chế độ thường được quyết định bởi ý chí của các nhà lãnh đạo chế độ này. Đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chạy thử từ năm 2015 đến năm 2018. Bộ Giao thông Vận tải cam kết sẽ khai thác vào quý 4 năm 2018. Tuy nhiên, từ mùng 1 tháng 11 vẫn tiếp tục chạy thử và dự kiến đến ngày mùng 6 tháng 11 này sẽ khai thác chính thức. Nhưng liệu việc đó có thành hay không lại là một chuyện khác về chất lượng của tàu Trung Quốc. Thực tế chỉ ra rằng kiểu chính sách này là chưa có tiền lệ và không tuân theo quy luật tự nhiên, nên thường gọi là dò đá qua sông, chi phí cao và thử sai. Nếu có mắc sai lầm thì các nhà lãnh đạo thường đổ lỗi cho việc thực thi, cho hoàn cảnh hay những yếu tố chẳng liên quan. Nhưng thực ra lỗi ở ngay từ tầm nhìn quy hoạch và xây dựng chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chế độ được ra đời bởi cách mạng, những người lãnh đạo mang ý chí cách mạng và luôn thể hiện nó trong thời chiến cũng như trong thời bình, trong lĩnh vực chính trị cũng như kinh tế. Phê phán, chỉ trích là điều khó chấp nhận, góp ý cũng cần kiên trì và thận trọng. Ngoài ra, sự hạn chế biểu hiểu biết và yếu kém năng lực quản lý kinh tế xã hội của quan chức, chính phủ cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho sai lầm chính sách trở nên ngày càng một nghiêm trọng. Các cử tri đang đòi hỏi các đại biểu Quốc hội khóa 15 nhìn thẳng vào những tồn đọng của các dự án đường sắt đô thị, trong đó có dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, có được đánh giá toàn diện và độc lập, đặc biệt về khía cạnh chính sách từ hoạch định đến giám sát thi công, vốn là chức năng chủ yếu của cơ quan lập pháp. Vấn đề tồn đọng đã kéo dài nhiều năm và phức tạp khiến cho việc quy trách nhiệm giải trình là khó khăn, nhưng bài học về chính sách cần được đúc rút cho công tác lập pháp và giám sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 11 năm 2021 với bản tin Quốc hội dự án Cát Linh - Hà Đông là chính sách sai lầm để lại hậu quả lâu dài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để cho người đọc nhiều và chia sẻ cho các bạn cùng biết. Từ Berlin, chào các bạn.